chào em, hôm nay ngày 30 tháng 6 em tiếp tục giờ đổi cái con GT 2004 này. Rồi, kết thúc anh em nào cần xài liên hệ anh em. À, con GT 24 này về An Giang anh em mình. Rồi tắt đây. Uống nước ạ. Ê. Gặt cái nữa mà được. Máy mới. Không phải, anh thấy gặt một cái nữa, tại tưởng nó máy cũ à.